Chào các bạn tin nhanh 247. Mẫu con tai bình dân 1/10cc mức giá là 35 triệu đồng khi về Việt Nam. Lại một lần nữa khiến cộng đồng chơi xe phải đóng máu. Kể từ khi thương hiệu xe danh tiếng nhất thế giới đến từ nước Ý là Bentley được mua lại bởi một đại gia Trung Quốc, thì thị trường Việt Nam là tiêu điểm nhắm đến của hãng xe này. Với tiêu chí thiết kế đẹp, không đụng hàng, chất lượng đảm bảo và đặc biệt là giá thành rẻ, chỉ bằng là 2/3 so với những dòng xe thuộc cùng một phân khúc. Bentley AFS 150i ra đời trong bối cảnh mà Accenture và Winner 110 đang là bá chủ thị trường, với mong muốn kiếm chác cho miếng bánh 1/10cc béo bở từ hai ông lớn của Yamaha và Honda. Bentley đã không ngần ngại đầu tư cho chiếc con tài 1/10cc của mình bằng một loạt những tính năng công nghệ mới nhất, mà điển hình là cặp phuộc upside down nhìn rất là hầm hố. Và điểm đặc biệt nhất trên cái cổ máy của mẫu xe này là cấu hình 3 sedan kết hợp cùng với EQ, hệ thống phun nhiên liệu điện tử để tối ưu hóa hiệu suất đốt cháy nhiên liệu và tăng thêm công suất, giảm lượng khí thải oxy2. Bentley AFS 150i có thiết kế tương tự như Accenture nhưng lại theo ngôn ngữ thiết kế là mềm mại hơn. Sử dụng động cơ SOC cho công suất 15,5 mã lực và mô men xoắn cực đại 13 Nm. Chiều cao của yên giảm xuống 787 mm để phù hợp với thể trạng người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Khi mà Winner 110 đang bán ra mức giá là ưu đãi cũng như là giá bán khá cạnh tranh, thì Accenture 110 lại ngày càng bành rộng hơn và sẵn sàng tăng giá chóng mặt vào những thời điểm mua sắm nhiều trong năm. Một trong những yếu tố chính mà các đại lý dám làm giá Accenture đó chính là độ hot chưa từng giảm kể từ khi ra đời cho này. Nên Bentley AFS 150i có thể là một cái liều thuốc giảm đau cấp tốc, khiến cho giá thành Accenture phải dội xuống ít nhất là giá bán phải ngang bằng mức giá niêm yết, chứ không thể các đại lý lộng hành như thế này được. Bentley AFS 150 được có khả năng đưa về Việt Nam theo cái dạng là chính hãng vào cuối năm nay để phục vụ cho nhu cầu dân chơi Tết. Tuy nhiên, giá bán chính thức tại Việt Nam vẫn còn đang bỏ ngỏ, nhưng theo nhiều nhận định mà chúng tôi được biết và các chuyên gia phê bình xe máy, thì mẫu xe này Việt Nam có mức giá bán tầm là 35 triệu đồng, một mức giá mà nhiều người tiêu dùng chấp nhận được với một hãng xe vừa Việt Nam chưa tạo được uy tín nhất trong lòng người tiêu dùng Việt. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, là kế tiếp nhớ like, share, subscribe.